Ok, hello anh em, quay trở lại với channel của mình nha. Thì mình là Zinaja nữa. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em một cái thông tin mới về cái sự kiện lần này. Thì ở trên kia thì anh em có thấy một trái dừa không? Đấy. Thì ở cái trái dừa đấy thì làm ở đây có thằng này anh em ơi. Ở đây có thằng này. Rồi lòi cái đầu ra đây. Nó núp ở phía trong cho nên mình bắn không được đâu mà. Rồi thì cái sự kiện lần này thì khá là đơn giản, khá là ok luôn. Thì anh em chạy xung quanh map ấy, thấy những trái dừa để bắn ra thì anh em có thể nhặt những cái sỏ dừa và anh em sẽ đổi được quà như này. Đấy thì ở trong những cái phiên bản này thì nó sẽ cập nhật những cái mới. Thì như trên màn hình thì anh em có thể thấy đây là một cái skin bom keo mới như này. Đấy, không phải là skin bom keo mà những trái bom keo anh em ném ra ấy, thì nó sẽ như thế này cả. Đấy, nó sẽ như thế này. Đấy, bắn khá là dễ dàng, kiểu như anh em ẩn núp khá là dễ dàng luôn. Đấy, giúp anh em ẩn núp thì gọi là mát phiêu. Thì mình có cập nhật được thêm một số cái thông tin nữa. Thì ở trong cái phiên bản này, cái phiên bản 3.0, anh em sẽ cập nhật một cái điểm lên mới nha. Đấy, nếu mà anh em ở top 300 ấy, anh em sẽ nhìn được cái anh em sẽ có cái ví dụ lên này. Đấy, cái lên này thì theo mình đánh giá thì nó sẽ hơn lên huyền thoại cho anh em. Nó sẽ cao hơn lên huyền thoại. Em để ý này. Đấy, cái lên huyền thoại thì nó sẽ đứng thứ hai thay vì đứng ở bảng đầu. Nó sẽ cái lên vàng này, cái lên hiện tại mình chưa có biết tên của nó là gì. Cái tên tiếng Anh thôi, tên không phải cái T chữ này thì chữ Brazil thì phải. Đấy, cho nên thì mình cũng không có dịch ra bởi vì mình cũng không thông thạo tiếng Brazil cho lắm. Đấy thì ở cái lên này thì kiểu như anh em sẽ muốn leo lên ấy, anh em phải kiểu như anh em đã huyền thoại rồi thì chắc chắn anh em phải leo lên thêm nữa để lên được cái mức rank cao này. Thì mình đánh giá là ở cái mức rank cao này thì sẽ rất là khó leo. Nếu mà anh em nào đã lên được huyền thoại thì anh em cũng gọi là rất là ok rồi. Anh em biết hết rằng là với những cái khốn khổ và những cái cày đêm cày ngày để lên được huyền thoại thì rất là khó luôn. Mà hiện tại thì nó đã cập nhật ra một cái rank mới nữa thì mình nghĩ là cái công cuộc cày rank của anh em thì cực kỳ khó luôn. Nó sẽ lên một cái tầm vóc mới, nó thật cực kỳ khó để cày lên được cái điểm rank lần này. Bởi vì hiện tại thì cái huyền thoại thì mình thấy cũng cũng ít, một số người thôi, tầm khoảng vài 300 người gì đấy cày lên được cái rank huyền thoại này. Đấy, trừ cả những cái em xuyên cày thì mình không nói rồi. Đấy, chứ và những cái người sẽ dạ nhát cày của mình như mình thì chắc chắn thì rất là khó lên rồi. Đấy thì ở đây thì sẽ có những cái vật phẩm này. Ở đây thì em đăng nhập vào game thì nó sẽ cho em nhận 200 kim cương. Thì hiện tại mình vẫn đang còn chơi ở cái phiên bản cập nhật đấy, phiên bản thử nghiệm. Cho nên thì nó sẽ tặng anh em 200 kim cương nha. Đấy thì mình nghĩ là anh em nên tải cái phiên bản thử nghiệm này về để anh em có thể thử nghiệm cho anh em. Ở đây thì anh em có thể nhận và anh em có thể vào shop mua tất cả những cái bộ đồ với giá là 1 kim cương như em. Cực kỳ ngon luôn. Đấy, nếu mà cái phiên bản cập nhật này nó ra mắt ấy thì mình nghĩ là chắc chắn thì sẽ có khá là nhiều anh em muốn trải nghiệm. Bởi vì hiện tại mình có thấy là ở cái phiên bản này thì nó có khá là nhiều cái điểm mới. Đấy, cập nhật tất cả những cái dụng cụ mới luôn. Đấy, ở đây thì do cái phiên bản thử nghiệm cho nên thì tất cả cái hành động và cũng như là những cái vật phẩm thì mình đều đã sở hữu nha anh em. Đấy, ở trong này thì anh em mua với giá là 1 kim cương cho nên anh em mua mát phiêu luôn. Mỗi ngày đăng nhập vào thì nó sẽ cho anh em 200 kim cương. Đấy, với hai giá mình nghĩ với 200 kim cương thôi thì anh em cũng có thể gọi là mua mắt cái shop này rồi. Đấy thì đây là một cái bộ nữ hồng. Thì ở đây thì ở phiên bản Trung Quốc thì nó đã ra một cái skin súng sáu nòng. Đấy, mình có thể cái phiên bản cập nhật ở server Việt Nam thì nó cũng đã ra cái phiên bản sáu nòng này. Đấy thì ngày 30/6 thì nó sẽ cập nhật cái chế độ chơi này nha. Với cái mức đạn khá là khủng, nghìn mấy viên, mình nhớ không nhầm là nó một băng của nó 300 mấy viên hay là nghìn mấy viên gì đấy. Bắn khá là gắt luôn. Mình nghĩ là cái súng này ra thì nó sẽ ra thêm một cái chế độ mới bởi vì cái súng này khá trâu bò ấy. Cái súng này thì mình nghĩ là bắn ở tầm trung thôi chứ tầm xa thì mình nghĩ là không chắc chắn cho lắm.
Và tầm kính thì cái khẩu này bắn khá là lâu, cho nên thì mình cũng không chắc chắn là nó sẽ ổn hay không. Với lại cái khẩu này thì nếu mà em nào đã chơi cái game CF thì mình nghĩ đây là một cái khẩu mà em không thích chút nào luôn, bởi vì nó rất là nặng. Bởi vì đi với cái T6 nòng thì chắc chắn thì anh em mình nghĩ đến cái mức độ gân nặng của nó rồi đúng không? Mình nói thật nó cực kỳ nặng luôn, không biết là nó ra mắt trong cái tựa game Gunna Free Fire thì nó có nặng hay không. Đấy, thì cái sự kiện dừa này thì anh em sẽ bắn những cái trái dừa ở trong cái game ấy. Anh em vào game thì anh em cứ thấy những cái trái dừa anh em bắn thì anh em sẽ nhận được những cái vật phẩm như thế này. Đấy, khá là hay đúng không? Cực kỳ hay luôn, mình thấy là khá là dễ dàng để em có thể đổi được những cái vật phẩm như thế này. Đấy, thì đây là một cái sọ dừa nha. Thì mình nghĩ là nó sẽ ra mắt trong cái mùa hè lần này, bởi vì nó kiểu như là một cái sự kiện gọi là kiêng hướng về cái mùa hè hơn. Mình đánh giá thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều nếu mà nó ra trong cái mùa hè lần này. Thì cái nguồn thông tin này thì mình có lấy từ cái một cái trang web khá là uy tín trong cái việc gọi là cập nhật những cái thông tin ở trong cái tựa game Gunna Free Fire này. Thì đấy là cái trang web MF Gameplay nha. Đấy, cũng như là những cái gọi là cập nhật mới. Thì ở đây là một cái cập nhật mới này, em sẽ nhặt những cái này. Cái này mình không biết là cái gì luôn đấy. Kiểu mình có thể lấy được những cái hình ảnh mới thì mình sẽ cập nhật cho em. Thì hai cái này thì nó có kiểu như màu vàng, thì mình nghe em nhặt được cái này thì nó sẽ nhân đôi cái lượng đạn của em lên. Đấy, khá là ổn, khá là hay đúng không? Cực kỳ hay luôn. Với cái như thế này mình nghĩ cái băng đạn này em có thể sở hữu với cái băng đạn 6 nòng ấy. Theo mình nghĩ là vậy thôi, chứ hiện tại mình không biết là cái này thì nó dùng để làm gì. Đấy, ok, thì vừa nãy thì mình đã review cho em xem những cái mới ở trong cái tựa game này. Ở trên màn hình thì em có thể thấy thì đây sẽ là một cái huy hiệu mới nhá. Ở đây thì cái huy hiệu này thì em đăng nhập vào và em nhận và đổi những cái phần quà khá là hay, khá là ok luôn. Mình nghĩ là vậy, bởi vì hiện tại mình có cập nhật được một cái số thông tin thôi. Đấy, mình nghĩ là với cái huy hiệu này thì em có thể đăng nhập vào và em có thể nhận và em đổi những cái phần quà trong cái mùa hè này. Như kiểu cái đầu lâu dừa này, cái sò dừa ấy, cũng như là những cái vật phẩm nó mang hướng về mùa hè ấy, thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Khá là ổn đúng không? Mình thấy thì mình đánh giá thì nó sẽ ok hơn nếu mà nó cho anh em thêm nhiều vật phẩm hơn đấy. Đấy, thì vừa nãy thì mình đã review cho anh em xem những cái vật phẩm cũng như là những cái sự kiện mới sắp ra mắt cho anh em. Đấy, thì anh em nào thấy hay thì cho mình subscribe, đăng ký kênh, cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình anh em. Rồi, thì mình cũng có cập nhật được một số thông tin về cái shop mới sắp ra mắt. Đấy, thì hiện tại thì mình có cập nhật được thì ở trong cái phiên bản thử nghiệm này thì tất cả những cái bộ đồ trong shop thì nó sẽ bán với giá 1 kim cương. Nhưng em thì không biết rằng thì với cái phiên bản cập nhật sắp ra này thì nó sẽ còn bán với giá là 1 kim cương hay không. Đấy, mình nghĩ nếu mà nó ra với giá 1 kim cương thì sẽ rất là ổn luôn. Đấy, ok, thì nếu mà tất cả những cái bộ đồ bán với giá 1 kim cương ấy thì mình thấy thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Rồi, thì đây là một cái số thông tin mà mình cập nhật được. Thì tất cả những cái bộ đồ này thì đều bán với giá 1 kim cương nha. Thì mình nghĩ nếu mà nó ra mắt thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ có cập nhật một cái bộ đồ mới. Thì theo mình đây là một cái bộ đồ cực kỳ mới luôn. Đấy, nó sẽ mở ra mắt nha em. Đây là một cái bộ đồ nữ, cho nên thì theo mình thấy thì nó nếu mà cũng tùy theo anh em thôi, anh em thích thì anh em có thể mua. Mà với trong cái phiên bản cập nhật này thì mình có thể mua hoàn toàn, bởi vì nó có giá rất là rẻ luôn, chỉ với 1 kim cương. Rồi, ok, thì cảm ơn em rất là nhiều vì đã xem cái video hôm nay của mình. Đấy, thì anh em nào thấy hay thì cho mình là subscribe, đăng ký kênh, cũng như like và chia sẻ cái video hôm nay của mình nha em. Rồi, ok, bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nhá.